Bao tiền một cân hả chị? 200.000 đấy. Ui nó đốt à? Đây con này. Hello đại chào. Hello đại chào. Hello đại chào. Mình xin chào mọi người. Hôm nay mình lại đến là San Luo Sơn của cái phố quân chúng của sư trại. Cái này là mai hảo tuấn. Đắng cái nhỉ? Khổ qua, rất là khổ qua. Cái này là mướp đắng cái nhỉ cô nhỉ? À. Cái này cua đá à cô? Mướp đắng của kiểu của mình ấy nhỉ? Cua đồng à? À. Hồi xưa. Chưa dưa xẻo phán xỉa. Cua này bán nào cô? Cua này 15.000 một lạng. À 15.000 một lạng à? Cua này 10.000. Cái này về nấu canh đúng không cô? Nấu canh. À, đây là cá gì ấy? Cá sộp ạ. Cá sộp à? À. Chứ là gì à? Rất cảm ơn nhá. Có quay đi. Chưa giải sư phán xỉa à? Chưa dưa là khủ qua. Em mướp này đắng lắm cô nhỉ? Ba nhỉ? Mướp này họ hay lấy làm thuốc ấy. Chưa dưa ta phán xỉa à? Cua này cua gì đấy hả cô? Cua lá. Cua lá à? To nhỉ? Chưa phán xỉa hả ta? Cái này bắt ở trên núi hả cô? Bắt trên núi, trên... À, trên khe suối rồi. Hảo cua à, tôi rất xẻo kháng xưa. Nó cảm ơn ạ. Chứ sư à, gửi ở kháng xưa à. Chứ sư à, chú xuẩn à. Cái này măng trúc hả cô? À, chứ sư chú xuẩn à. Mù qua à. Cảm ơn. Cái này quả gì cô? Quả me á. Cái me à? Chua lắm nhỉ? Cái này làm món gì hả cô? À, xào à? Vâng, cảm ơn. Rất là tôi à. Ui. Cái kia giờ cái phân mỉa à? Con này to nhỉ? Cái này là ong gì đấy hả chị? Ong đất à? To nhỉ? Cái này bán như nào chị? 350. 350 à? 39. Cái con này là con gì chị? Sâu tre à? Nhiều côn trùng ở đây. Cảm ơn nhé. À, dân thư biết tụa à. Chứ cơ hãy mai da là sang treo. Chưa trùng chủ thang đỡ nào chưa à. Hay à, mai lúa phây dúy. Chứ cơ sẻo gì à? Chứ cơ khuôn trúng à? Sủi quả. Chứ cơ mai à, sủ thải à? Tối về bạn hãy để mai để đi được không? Cái nhà cua à? Con nhộng hả chị? Ý đấy ui. À tầm. Em không biết là cái loại này. Cái này bán như nào chị? 15.000 một lạng. 15.000 một lạng, 150 một cân. Cái này mình nuôi hả chị? Thế thì thầm ơn giảng ạ. Em quay nhờ thì nhá. Em cảm ơn. Ui. Con trạch thôi. Chứ xẻo gì à.
con này bắt này bắt hay đuôi đuôi chị đi bắt à? Ui mà bắt được nhiều thế. Cái này bán như nào chị? 20.000 một lạng. 20.000 một lạng. 20.000 một cân. Cái này là món gì được hả chị? Rang lên à? Rang lên cho ít hơn một chút à? À. Nhiều người đi bắt ở ngoài cũng nhiều. Cảm ơn nhé. Thế dư ở Trung Hoa à? Con bán thế nào? 10.000 một lạng rẻ đấy. Dư à? Thế dư à? Giáng pia thang. Đây là pia dê à chị? À. Thế dư giáng pia thang à? Trái mai cầy à? Cửa đấy nào? Đây là cá à, hảo ta là cá. Con đuông đây, con đuông ấy. Đuông. Cái dừa thì nó mỏng hơn, còn nó trắng hơn. Chứ cơ khí chứ chưa chưa là chứ sân rồi. Đây ăn sống được không được? Ăn sống được. Thế rồi là phân à? Toàn đấy, toàn con mà. To nhỉ. Vâng, cháu quay nhờ gì á? Thế rồi là sư phân à? À, sô tre à? Ui, cào. Thế dư ấy chủng chúng à? Đây cào cào à cô? À. Ui, không sợ nó nhảy ra à? Nhảy ra chứ. Nhảy ra hết đấy. À, chưa chủng à. Cái này bán bao tiền cân hả à? Cái này à, bán 100.000 một cân này. 100.000 à? À. Sứ quan đi cung chim à? Ừ, mang để cho gà ăn. Chứ cái gì chào là à? Lấy một con bay ra bên kia đấy. Bay ra đấy, không phải ra đấy. Để thấy mình đang làm thì đang thấy ở đây đang quang của mình. Đây. Chứ sư phân nhiều đấy nhỉ? Đây như cái vòng cổ ấy nhỉ? Thảo tua à? Ông này ông trên cây đúng không chị? Ông này á? Ông trên cây à? Ông... Đây dưới đất. Bò vẽ. À bò vẽ à? Bao tiền một cân hả chị? 200.000 á? Ui nó đốt à? Đây con này. Con đốt này. Hà Pê tỉnh là à? Đốt rồi mai sấy quả à. Chôm chôm cứ đi chủng xài à, phê chứ là cứ là lá treo duyên là lá treo đó cô và bà. Đến rồi mai sấy xài cái gì con gì đấy? Con này ở suối đâu ấy, ở suối đâu ấy. Con này nó ở trong vùng. Trong vùng á? Con gì nhỉ? Con này có phải là con mà nó thành chuồn chuồn ớ đấy? Con chuồn chuồn à? Con là con tôm à? Chuồn chuồn ớ đấy à? Con liều à? Ui đây như con rán đấy nhỉ? Con này là gọi là con gì đấy? Con rán nước ấy nhỉ? Con rán nước. Con này bán như nào hả bác? Và 3.000 lạng, 300.000 một cân. 300.000 một cân. À. Đắt hết đấy nhỉ. Ngon đấy cô nhỉ. Cái này là mình phải đi kiếm lâu mới được như này đấy nhỉ. Tiền nhân sự thơm, thơm gì đấy nhỉ? Đâu cô. Cái này là bì châu hả cô? À, thơm mùi thịt muối à? Chua chua cái mặn mặn đúng không? Cái này là lòng gì? Bán thế nào đấy? Cái này của lòng lợn. À. Thổ á? Thổ. À, thịt thơm thơm từ giòn. Giòn. Mấy tiền là? Cái bì bì châu mình ấy. Mấy tiền là cái chu là sủi tráng à. Đâu chứ là chu là thấu à.
Mấy tiền à? Ừ, được đấy, cái này được đấy. Nếu mà uống bia là hợp nhỉ? Uống bia hợp cái này này. Uống nước ngọt cái này. Đấy, nó giòn ngon lắm. Giòn sật sật luôn. Giòn sật. Nóng quá. Này là mình tự làm hả cô? Mình tự làm. À. Trần tương. Trần tương. Trần tương luôn. Cái đấy là gì? Đây là gà. Trong này là gì đấy nhỉ chị nhỉ? Đây là trứng cá nướng anh ạ. Trứng cá nướng. Trứng cá nướng. Vâng. Mình bán như nào? 20.000 một gói anh ạ. 20.000 một gói à? Vâng. À. Lấy một gói. Thế cho em một gói nhá. Vâng. Đây là khảo gì à? Đóng cho em. Chúng cho tham vấn cho tôi 3 bình tổng à. Trong này là gì đấy chị? Cái đấy là thịt băm. Thịt băm à? Thịt băm. À. Đây là khảo chú đầu à? Con đấy vào. Mình vô chứ. Ở đây có ai bán nữa? Vâng. Em đi vào rồi. Đi vào nhỉ? Vâng. Giờ mới ra chỗ chị thôi. Thế dư lỉ dúy à. Cái này gồm những cái gia vị gì đấy chị? Có rau dưa, bánh hành, với cả hủ chó. À, có không có mắc khén nữa kìa? Có hết đây thôi, có mắc khén đây. À. Thảo thước kìa à. Mình rất là lái mái nó cơ, chú ý bạn à. Anh chào chị. Giờ cái cơm lao này bán nào đấy? 20-30 à? Cho em một ống 30 nhá. Hả? Dạ. Ăn giòn giòn nó ngon nhỉ? Ờ, sẵn sàng cái màu nồng nồng ấy nhỉ? Chưa là nói cho chú thủng chú lái à? Cho em 2 ống đi. 2 ống 30 đi. Nhìn bóc ra siêu quá nhỉ. Vừa chưa sư 30 như là tuần à. Em phang tiền cái hoa sưng. Nghỉ tiền. Em muốn trải nghiệm cái dưa chú thủng phạn à, hay có hoa sưng à. Cái dưa hái rất là à. Cái dưa dưới là tan à. Dưới tan. Khảo là 然后就是烤鱼, 他们叫, 八饼豆, 然后这个呢, 是, 猪头啊, 啊, 牛头, 和那个水肠啊, 这好香啊, 好香啊, 香蕉叶的味道, 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 要打开这个啊, 开口啊，开饭啊，这是开肉，开这鱼吧，这个，牛头，红红的，嗯。 好吃对吧？这鱼就不错的，好多味道。牛头啊，怎么样？香啊？脆脆的吧？嗯，好香好嫩啊。牛的水肠啊，看这个牛的水肠。牛水肠啊？嗯。 真的不错，啊，好香的，热在水好香，好多肉，嗯，不错。来点呢，竹筒饭啊。
Hảo nất à, chưa mì phạm. Xiang. Tức biệt xiang, tức biệt nân. Chán hoa sông. Nhiều hoa sông, hoa sông. Nước mì hảo chán nào. Nhạc kinh hoàng, chứ bây giờ chú phạm. Đang đá nào, bây giờ chú phạm nào. Chưa chứ lý chưa bảo là, bây giờ chú phạm nào. Chưa nhớ mấy ở đây chứ. Sao mà à? Đã đã mà đâu, thằng mà nó phang là Học phế à? Học phế á? Ăn học phế đậm. Ừ. Cái gì hảo xiang à? Cái biến xiang, cái hảo tua vị tạo à? Thầm mình phang được chứ. Phang năn lý. Mấy em mấy tay sổ thơ. Anh chờ chú. Chờ, lý đâu. Bây giờ chứ chứ bà. Tôi xin để mấy tay sổ thơ. Mấy hiểu là. Xe xưa quán sang chắc được 5 tiền thua à. Sau thảo cơ đánh lái cho điểm bài sai mà chú xì à. Mình chưa bán là chắc mình chuẩn bị mình chưa là chưa chiến luyện hơn mà tôi y phủ à. Với pin quản chú xì là chú xì là mình chú xì là mình chú xì là xe giống hạt thầy chuyện bye bye bye.